Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc đen của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chậu xoài bonsai như thế này, rất là tuyệt vời để mà chúng ta trưng dịp lễ Tết sắp tới nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu chậu xoài bonsai này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Mẫu chậu xoài này thì chúng ta sẽ phối những cái màu như sau. Các bạn có thể là phối màu vàng hoặc là màu cam của quả xoài đều được. Ở đây là mình móc len meal cotton 50g, mã màu vàng sẽ là màu 60 nè. Các bạn có thể là tham khảo ha. Còn cái quả xanh á, mình chọn cái màu Babyan màu số 55 nè. Nó ra hai cái quả như thế này nè các bạn. Đó, nó cũng rất là xinh ha. Rồi những cái màu phụ như là màu lá già nè các bạn. Lá già thì mình sẽ chọn màu xanh đậm nè. Màu xanh này của màu miêu 125g màu 73 ha. Còn cái phần gân ở phía trong đây mình chọn màu 48 của miêu 50g. Các bạn có thể là ghi lại nha. Còn cái màu mà quấn cái phần hoa các bạn thì mình chọn màu số 16 của miêu 50g luôn ha. Cái phần nhụy hoa này nè thì mình còn một ít nhụy màu vàng này, mình làm cho nó hết luôn. Cái này là còn nhiêu đây thôi là hết luôn rồi. Mà bạn nào mà muốn mua cái nguyên liệu này á, thì sẽ thay thế bằng cái nhụy này ha. Cái nhụy này thì nó cũng giống cái bông xoài hơn nữa đó các bạn. Thì mình muốn làm cái màu này để chụp hình cho các bạn thấy cho nó xinh thôi, cho cái này thì nó sẽ hợp hơn nữa nè. Rồi cái phần lá non á, thì mình chọn màu số 48 màu này luôn ha. Vậy là trung bộ là bao gồm có 5 màu cho cái chậu xoài này. Còn cái phần quấn cành á các bạn thì chúng ta quấn cái phần bằng keo sáp như thế này ha. Còn tạo cái độ to của cái phần thân cây á thì chúng ta có thể là sử dụng vải may mặc của mình hoặc là cái vải nỉ này nè. Vải nỉ này mình cũng có bán luôn ha. Thì mình còn dư một ít này nè. Một lát nữa rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái thân cây luôn ha. Rồi để làm cái thân cây á, thì chúng ta sẽ cần cái kẽm cành này. Về cái phần kẽm lá các bạn thì mình sử dụng ở clip này là hai loại ha. Một loại là kẽm si để chúng ta sẽ làm cái cuốn của cái quả xoài này nè. Tại vì mình muốn cho nó lắc lắc gì nè. tự nhiên hơn á, cho nên là mình sẽ phối cái kẽm si này với lại cái kẽm này. Cái kẽm này là nó cứng hơn ha, cũng là kẽm lá nữa nhưng mà nó cứng hơn, thì mình sử dụng hai loại đó để mà mình làm. Còn kim móc mình sẽ sử dụng kim móc là 2 mm cho cái loại sợi sợi này ha. Còn cái này nè các bạn, nó Babyan nó là nó nhỏ hơn cái sợi này nữa, cho nên mình sẽ tăng size kim lên thành 2.5 để mà chúng ta có cái kích thước của quả xoài bằng nhau như thế này nha. Chuẩn bị thêm cho mình cái keo nến nè, bông gòn để mình nhồi vô, rồi kéo cắt len, kim khâu len và cái chậu ha. Ở đây là mình sử dụng cái chậu hàng rào hình chữ nhật, các bạn có thể là tìm kiếm trên những cái sàn thương mại nha. Còn những cái như len với lại kẽm kim móc hoặc là mấy cái này nè thì mình có cung cấp đó. Mà bạn nào mà muốn móc cái chậu xoài này cũng như là ủng hộ mình đó thì add cái Zalo ở trên màn hình giùm mình ha. Rồi cảm ơn các bạn ủng hộ mình nha. Rồi như vậy là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc cái quả xoài trước ha, rồi mình sẽ làm những cái bước tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào trong chân móc đầu tiên. Bạn nào quen móc xoắn ốc thì chúng ta có thể là móc xoắn ốc luôn ha. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái cụm này tới cuối hàng và mình sẽ quy ước là mình đọc một đơn tức là một mũi móc đơn ha. Đọc hai đơn tức là hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm một đơn và hai đơn này nè tới cuối hàng luôn ha. Một đơn, rồi hai đơn,
Còn một cụm nữa nè. Một đơn và hai đơn. Như vậy là chúng ta có được 9 chân móc nha. Các bạn sẽ chuột mũi vào chân móc đầu tiên này. Đây là mặt phải nha. Mặt trái nó nằm ở phía bên trong á. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, một mũi móc đơn. Chân thứ ba chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Vậy thì các bạn sẽ móc cái cụm này tới cuối hàng. Một đơn và hai đơn, tức là hai lần một đơn và một lần hai đơn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi và tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 12 chân móc. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Móc hàng móc thứ tư ha. Đâm kim vào ba chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3. Chân móc thứ tư này chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này tới cuối hàng luôn ha. 3 lần một đơn và một lần hai đơn. Kết thúc hàng móc thứ tư thì chúng ta có được là 15 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng nha. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ sáu. Bốn chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 2 3 4. Chân móc thứ năm chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này tới cuối hàng luôn nha. 4 lần một đơn và một lần hai đơn. Kết thúc hàng móc thứ năm thì chúng ta có được là 18 chân móc ha. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ sáu. Chúng ta sẽ móc 5 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Chân móc thứ sáu chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này tới cuối hàng luôn ha. 5 lần một đơn và một lần hai đơn. Kết thúc hàng móc thứ sáu thì chúng ta có được là 21 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ bảy. 6 chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 3 4 5 6. Chân móc thứ bảy chúng ta sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này tới cuối hàng luôn ha. 6 lần một đơn và một lần hai đơn. Kết thúc hàng móc thứ bảy thì chúng ta có được là 24 chân móc nha. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 8. 14 chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 2 3 4 và các bạn móc tới chân móc thứ 14 luôn nha. Mình đã móc xong 14 mũi móc đơn cho 14 chân móc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hai chân móc tiếp theo, chân thứ 15 và chân thứ 16, mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng một chân. Tám chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Ở đây chúng ta sẽ có là 2 4 6 8 nè. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn tới cuối hàng luôn nha. 4 5 6 7 8 và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi. Chúng ta có được là 26 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 9 nha. 15 chân đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 2 3 4 5. Mình đã móc xong 15 mũi móc đơn rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc hai chân móc tiếp theo. Chân thứ 16 và chân thứ 17 á, mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng một chân nha. 9 chân móc còn lại nè, chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Như vậy thì các hàng tiếp theo như là hàng 10, 11, 12, 13 thì các bạn sẽ móc như sau. Hồi nãy cái hàng thứ 8 là chúng ta có 14 mũi móc đơn liên tục rồi ha. Xong rồi cái hàng thứ 9 là chúng ta sẽ móc 15 mũi móc đơn liên tục ở đầu hàng. Thì hàng thứ 10,
chúng ta sẽ móc là 16 mũi móc đơn liên tục ở đầu hàng. Rồi ở khoảng giữa thì chúng ta vẫn cứ móc là hai chân ha, mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi những cái chân móc còn lại thì chúng ta cứ móc những mũi móc đơn tới cuối hàng thôi. Như vậy thì hàng móc thứ 11 chúng ta sẽ có 17 mũi đầu tiên, 17 mũi móc đơn đầu tiên. Hàng móc thứ 12 chúng ta sẽ có là 18 mũi móc đơn đầu tiên. Hàng móc thứ 13 thì chúng ta sẽ có là 19 mũi móc đơn đầu tiên ha. Mình sẽ ghi công thức ở phía trên màn hình. Mình sẽ ký hiệu là mũi X là mũi móc đơn, còn mũi V là hai mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn sẽ tự móc hàng móc thứ 10, 11 và 12 theo công thức ở trên màn hình nha. Và mình ghi đầy đủ hết cho các bạn công thức tiếng Anh cũng như là công thức X, V mà nãy giờ mình nói đó, thì mình sẽ để trên màn hình. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ cùng hoàn thiện cái hàng móc thứ 9 này, thứ 10, 11 và 12, 13 luôn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cuối hàng móc thứ 13 nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 13 rồi và chúng ta có tổng là 36 chân móc ha. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 14. Các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn và chúng ta sẽ có là 36 mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc cho mình hàng móc thứ 15, 16, 17, 18 và 19. Đều giống hàng móc thứ 14 này ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn và mỗi hàng tương ứng là 36 mũi móc đơn. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cuối hàng móc thứ 19 luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 19 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 20 nha. Bốn chân móc đầu tiên thì chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 2 3 4. Chân thứ 5 và chân thứ 6 thì chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 5, đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 6 và các bạn sẽ kéo cái cọng len qua hai cái nhánh này. Chúng ta còn hai vòng len trên kim và các bạn sẽ ốm vô nó như thế này nè. Và các bạn sẽ kéo len qua luôn ha. Nó như vậy thì nó sẽ không có bị cái hở lỗ á. Và bây giờ các bạn sẽ móc cái cụm móc này tới cuối hàng luôn ha. 4 lần một đơn và một lần giảm. Chân kế bên nè. 1 2 3 4, một lần giảm nè. Hai chân móc giảm còn lại một chân móc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Như vậy là chúng ta đã giảm tổng cộng là 6 mũi. 36 trừ cho 6 thì chúng ta còn lại là 30 chân móc cho hàng móc thứ 20 này ha. Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 21. Ba chân đầu tiên, chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 2 3. Chân thứ 4 và chân thứ 5 chúng ta sẽ móc mũi giảm. Và bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này tới cuối hàng luôn ha. 3 lần một đơn và một lần giảm. Mình đã móc xong hàng móc thứ 21 rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng. Chúng ta còn lại là 24 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 22 nha. Hai chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân móc thứ 3 và chân móc thứ 4 chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. Và bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này tới cuối hàng luôn ha. Hai lần một đơn và một lần giảm. Cuối hàng móc thứ 22 thì chúng ta có được là 18 chân móc ha. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng. Móc lên một mũi móc xích. Tại đây thì chúng ta sẽ nhồi cái phần bông gòn ha. Các bạn sẽ không có nhồi quá chặt nha. Mình đã nhồi xong cái phần bông gòn vô phía bên trong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 23 nha. Chân đầu tiên chúng ta sẽ móc là một mũi móc đơn. Chân thứ hai và chân thứ ba chúng ta sẽ thực hiện mũi giảm. Và các bạn cứ móc một đơn một giảm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Và mình còn lại là 12 chân móc ha. Chúng ta sẽ móc cái hàng móc cuối cùng. Toàn bộ là mũi giảm hết. Hàng móc thứ 24. Các bạn móc lên một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ giảm hai chân móc thành một chân móc. Chúng ta sẽ giảm 6 lần. Và các bạn sẽ giảm tới cuối hàng luôn nha. Đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len nha.
Mình móc tổng cộng là 5 quả màu vàng với lại 3 quả màu xanh. À, nếu mà các bạn muốn làm nhiều hơn cái số lượng này thì các bạn sẽ tự phối ha. Rồi, chúng ta sẽ nhồi một ít cái bông gòn á vô trong cái lỗ này để lấp đầy hai cái hàng mà chúng ta vừa móc đó. Và các bạn sẽ làm cái bước này luôn nha. Rồi, như vậy thì một lát nữa chúng ta sẽ lên cành sau ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu xanh ra để chúng ta làm lá. À, chúng ta có ba cái lá ha. Cái này là lá nó ngắn nha các bạn. Còn lá này là nó lá già. À, nó nằm ở phía dưới này nè, nó dài hơn ha. À, mình nói chung mình cũng lười phối lá dài hết á các bạn. Cho nên là mình phối lá ngắn với lá dài ha. Công thức của lá ngắn á, mình sẽ để ở phía trên màn hình ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái công thức lá dài. Còn cái lá non nè, các bạn sẽ làm một màu xanh như thế này thôi. Màu xanh là cái màu của cái phần gân này luôn này ha. Mình làm có ba cái lá màu xanh non này thôi. Còn cái lá nhỏ này nè thì mình sẽ móc là 30 lá nha. Còn cái lá to thì mình làm tổng cộng, nếu mà mình quay hướng dẫn cho các bạn luôn, là tổng cộng là 13 lá. 13 lá lớn á. Rồi các bạn có thể là ghi lại cái số lượng ha. 13 lá lớn nè, 30 lá nhỏ với 3 lá non, với hai cái phần hoa xoài, 3 quả xoài xanh với lại 5 quả xoài vàng nha. Rồi, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len màu này ra để chúng ta tạo cái phần mũi móc xích ở phía trong này cái. Lấy len và kẽm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt nha. Móc lên 20 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở cái phần lá nhỏ các bạn thì chỉ có những mũi móc kép với nửa kép và mũi móc đơn thôi. Còn cái lá dài hơn nè, 20 mũi móc xích này nè, thì chúng ta sẽ có mũi kép đôi nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len. Móc cái lá non á, thì các bạn sẽ móc tổng cộng là 16 mũi móc xích ha. Rồi đâm kim vào cái chân móc xích thứ 14 á. Rồi các bạn cứ móc theo cái chạc mình để trên màn hình nha. Tại vì nó không có cắt len á. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên ha. Để cái kẽm lên trên kim. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu xanh này qua, móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên này, một mũi móc kép. Nẹp cái len màu xanh vô luôn nha các bạn. Rồi 6 chân móc tiếp theo chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đôi. Các bạn sẽ quấn len hai vòng lên kim. Đâm kim vào chân móc tiếp theo. Chúng ta sẽ kéo lên qua hai vòng lần thứ nhất, kéo lên qua hai vòng lần thứ hai, hai vòng lần thứ ba. Chúng ta có mũi kép đôi đầu tiên rồi nè. Rồi móc cho mình thêm 5 mũi kép đôi nữa ở 5 chân móc tiếp theo. Như vậy là hai ha, tổng cộng là 6 mũi kép đôi đó. 3 4 5 6. Rồi. 6 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép nha. Chân tiếp theo, 2, 3, 4, 5, 6, 5 chân móc. Kế tiếp nè các bạn, chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi nửa kép nha. 1
2, 3, 4. 4 mũi nữa kép là các bạn. Bây giờ còn hai chân móc cuối cùng nè, chúng ta sẽ móc vào cái chân móc kế cuối một mũi móc đơn nha. Rồi cái chân móc cuối này một mũi móc đơn nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái phần len này về phía bên đây. Mình sẽ ốm cái kẽm cho nó đều song song lại với nhau như thế này. Để chúng ta móc cái phần đối diện á các bạn. Và bây giờ ở chỗ này nè, một mũi móc đơn rồi, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Móc một mũi móc kép vào cùng chân móc đó. Lên một mũi móc xích. Đâm kim vào hai cái nhánh ở phía trước này nè. Và chúng ta kéo len qua. Tạo một mũi dời. Đây được gọi là mũi bông dâu ha. Và các bạn sẽ móc vào cùng chân móc đó một mũi móc kép nữa. Móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc này một mũi móc đơn nữa luôn. Rồi như vậy là chúng ta tạo cái phần nhọn ở lá xoài này ha. Chân móc kế bên là chân móc đối diện với mũi móc đơn này các bạn. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn nha. Và các bạn sẽ đâm kim hờ ở phía ngoài như nè. Để chúng ta sẽ chừa lại cái lằn màu xanh này để cho nó tạo gân ha. À, không đâm kim vô nguyên cả. Ví dụ như ở đây nè, chúng ta sẽ đâm kim nguyên cả chân móc rồi ha. Nhưng mà chúng ta sẽ không, chúng ta sẽ đâm kim ở phía ngoài này nè. Đó, chúng ta sẽ chừa lại một đoạn màu xanh ở đây để cho nó hiện cái phần màu gân ở phía trong nha. Rồi, bốn chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 chân tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép. 1 2 3 4 5 à 6 chứ. Đây 6 nè các bạn. Hồi nãy là mình móc 6 kép đó ha. Rồi. Tới đây là chúng ta có 6 mũi kép đôi. Rồi các bạn sẽ móc 6 mũi kép đôi cho mình ha. Rồi cái chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi móc kép vô đó. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới mũi cuối cùng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hai mũi móc xích ha. Để cộng len phía dưới rồi chúng ta sẽ chụp mũi vào cái chân móc cuối này. Và bây giờ chúng ta sẽ chụp thêm một mũi nữa vào cái chân móc xích đầu tiên nè các bạn. Chỗ chân móc xích đầu tiên nè ha. Các bạn sẽ chụp mũi và kéo cái cộng len lên. Và chúng ta sẽ luồn qua. Rồi các bạn sẽ rút cái cọng này lại nè. Cắt len cho mình nha. Rồi cái này mình cũng cắt cho nó ngắn lại luôn. Canh chỉnh lại. Rồi như vậy là chúng ta có cái lá xoài nè. Trong cái video trước mình hướng dẫn cho các bạn làm cái lá xoài kia thì nó to hơn nữa. Các bạn có thể tìm cái clip quả xoài chân trong mâm ngũ quả ha. Cái lá nó cũng to hơn cái lá này. Lá đó là tới 25 mũi móc xích lận, cái này có 20 thôi. Rồi, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái phần hoa nha các bạn. Trước khi làm hoa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái quả xoài non như thế này nè. Nó sẽ dính chung với lại cái phần hoa và cái phần lá non. Mình sẽ để cái công thức móc cái quả xoài non này nè ở phía trên màn hình nha. Chúng ta vẫn móc cái màu của quả xoài xanh nha. Rồi các bạn sẽ móc ba quả như thế này. Thấy cưng lắm nè các bạn. Giờ mình sẽ cắt đôi cái này.
Mấy cái khác mà các bạn cũng lấy kéo, chúng ta sẽ cắt đôi ra luôn đi cho nó dễ ha, hoặc là các bạn sẽ chập lại cộng dài, các bạn sẽ chập lại rồi quấn thôi. À, chúng ta sẽ chia ra ở đây nè. Mình làm tổng cộng là 5 cái nhánh nhỏ như thế này ha, mình ghép thành một một bông. Đây là mình đã làm 4 bông rồi nè các bạn, rồi 4 bông rồi. Bây giờ mình làm thêm một một bông nữa ha, rồi cái mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quấn luôn. Cái phần bông này mình sẽ làm cái này nó ngắn thôi, hai cái ngắn rồi ba cái nó dài hơn xíu đó các bạn nè. Cái này dài 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 nè, rồi cái chỗ này thì mình sẽ tách nó ra. Cái này mình làm không có số lượng cố định đâu, mình thấy nó vừa là được rồi, nó không có cần nhất thiết là phải đúng cái số lượng á các bạn. Muốn làm nhiều thì mình làm thôi, làm bông dày hay là bông nó thưa thì là do mình ha. Rồi bây giờ ví dụ như thế này đi, chúng ta sẽ để nó vô đây nè, rồi nẹp cái phần len màu vàng nhạt nè vô, các bạn sẽ quấn. Quấn xuống một xíu rồi chúng ta sẽ ốm thêm vô. Cao thấp gì làm đại đi các bạn, ngồi nó cũng ra. Rồi quấn dài dòng ha. Rồi giờ phía bên đây chúng ta sẽ ốm vô thêm, rồi quấn tiếp. Rồi còn nhiêu nè, mình làm luôn ha. Rồi còn ba cọng này làm cho hết luôn. Rồi ví dụ như ở đây là một cái thì các bạn sẽ quấn nó xuống phía dưới, xong rồi chúng ta sẽ lấy keo nến, chúng ta sẽ chốt lại rồi cắt len nha. Còn cái này nè mình sẽ ốm nó vô đây luôn. À, tại vì cái cuối của mình này cho nên là mình sẽ ốm nó vô ha. Rồi xong mình sẽ lấy thêm một cọng nữa bên đây, rồi mình quấn nè. Rồi quấn xuống xíu nữa cái mình sẽ nẹp tới này. Rồi quấn xíu nữa cái các bạn sẽ nẹp cái phần này bên đây và cái phần này bên đây. Rồi chúng ta sẽ gặp lại khi mà quấn xuống tới phía dưới này đi ha. Đây, ở đây còn một cọng len nè, mình sẽ bỏ nó vô đây luôn ha. Rồi chốt cái len này lại đi, khỏi làm keo. Còn len thì khỏi làm keo đó ha. Còn kẽm chứ. Rồi chúng ta sẽ bẻ bẻ nó ra như thế này. Rồi như vậy là chúng ta có cái nhành nhành hoa nè. Rồi các bạn làm hai hai cành như vậy ha. Khi nãy mình có nói đó, mình sẽ sử dụng cái kẽm si này để mà mình làm cái quả xoài này cho nó treo nó lủng lẳng ha các bạn. Cái kia thì nó kẽm 22, nó hơi cứng quá, mà cứng thì nó mới xịn ha các bạn, còn cái này thì nó mỏng quá. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo lỗ trước ha, bắn keo cho mình ở cái điểm này. Bắn keo xong rồi á chúng ta sẽ để nó vô phía trong, rồi để nó vô sâu sâu xíu ha. Bây giờ các bạn sẽ xỏ cái cọng len này qua kim khâu len, xỏ vô
cái chân móc thứ hai nửa cái nhánh thôi ha, ở chân móc thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, rồi chúng ta sẽ kéo rút nó lại. Rồi các bạn sẽ đâm kim nè. Rồi đâm kim từ cái chỗ này qua chỗ bên đây. Rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Lấy cái len của cái phần quả xoài á các bạn, quả xoài xanh á. Ốm nó vô đây ha. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn keo cho mình một ít ở chỗ này. Rồi đẩy cái phần len này lên. Quả là lúc nào chúng ta cũng phải kỹ nó như thế này ha các bạn. Chúng ta phải đảm bảo là cái cuốn á với lại cái quả nó dính vào nhau, để khi mà chúng ta có di chuyển á thì nó không có bị rơi cái quả nào hết nha. Rồi chúng ta sẽ quấn tới tới dài dài đi, chừa lại đoạn gì thôi, lát nữa các bạn tự cắt len luôn nha. À nãy mình quên rồi các bạn, mình chập đôi len lại mình quấn ha, tại vì cái phần phần quả nè, cái len màu xanh này nè nó hơi mỏng quá à. Cho nên là chúng ta làm cái cuốn nó sẽ hơi hơi bị nhỏ á. Rồi các bạn sẽ chập đôi len lại rồi các bạn quấn nha. Nãy mình quên á. Rồi các bạn làm cái bước này ha. Rồi như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần xoài nè, rồi bông xoài, rồi tới cái phần lá nè. Bây giờ các bạn sẽ ghi lại luôn đi. Cái này là ba cái lá lớn, mình chập chập ba lại nè các bạn, đó vô trong một cái cành như thế này ha. Rồi cái này là hai bốn sáu lá, mình cứ thay phiên nhau, luân phiên nhau nè các bạn. Rồi sáu cái lá nhỏ chung một cành nha. Rồi cái này là năm cái lá nhỏ chung một cành nè, các bạn có thể là coi cái thứ tự nè. Rồi này là ba cái lá lớn, nói chung lá lớn là ba hết, còn lá nhỏ là năm hoặc là sáu ha. Cái này là năm nè. Rồi cái này là năm, nhưng mà cái bố cục nó khác nè các bạn đó. Lâu lâu cái mình nó đổi, cái này nó xen kẽ vậy nè, cái bên đây thì nó sẽ ra giống như bàn tay mình vậy đó. Rồi cái này cũng ba nữa, cái lá lớn là mình sẽ chập vô đây nè đó, để cho nó tăng cái độ dày của cái phần lá xoài các bạn. Thì xoài thường lá không à, lá nhiều hơn trái mà, cho nên là móc cái lá này thì nó hơi hơi cực ha. Rồi đây là hai bốn sáu, sáu lá nè. Cái này thì các bạn thấy là nó sẽ gom về ở phía trên này không nè, trên này giống hệt như là lá ở xoài bên ngoài đó, nó tùy theo vậy ha. Còn cái này là bốn lá nhỏ nè, cái chỗ này để em chốt nó lại. Phần lá thì chúng ta làm cái kẽm kẽm lá cứng nè nha, kẽm lá cứng nè. Còn ở đây là mình có thể là móc cái phần lá là kẽm si mềm cũng được nữa các bạn. Cái đó là kẽm si thì nó không sao ha, còn cái phần này là phải làm kẽm cứng để cho nó giữ được. Rồi như vậy thì các bạn đã biết cái bố cục này rồi ha. Còn một cái cành cuối cùng, như vậy thì mình sẽ lấy cái phần hoa ra. Chỗ này thì mình sẽ không có làm kẽm cành ha, mình sẽ làm kẽm lá luôn. Các bạn sẽ cắt thêm một cọng nữa rồi gấp đôi lại và nẹp vô đây. Rồi chúng ta sẽ nẹp cái phần quả nó vô đây nè, để chúng ta sẽ quấn nó lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn tiếp cái quả thứ hai, ngắn ngắn thôi ha. Rồi quả thứ ba nằm ở đằng sau đi. Rồi tại đây thì chúng ta sẽ có ba cái lá non. Một rồi đó. Siết chặt nó lại. Hai. Ba. Rồi như vậy là xong ba cái lá non ha. Chúng ta sẽ làm
bốn cái lá già còn lại luân phiên nhau đó các bạn, nó sẽ gì ha. À, một lát nữa chúng ta có thể mình coi cái phấn má hồng á, mình sẽ tô thử ha, tại vì thường cái lá non á, nó màu xanh xanh mà nó đỏ đỏ á các bạn, mình không có má hồng màu đỏ thôi, mình làm màu hồng luôn ha. Rồi như vậy thì còn mấy cái lá còn lại nè, còn cái lá này nữa các bạn sẽ quấn cái thành cái màu này luôn nha. Quấn cái màu này nè, quấn xuống tới tới đây nè. Ở đây là mình chưa hướng dẫn cho các bạn làm cái phần ở dưới nữa. Xong rồi quấn một đoạn rồi các bạn sẽ chéo cái kẽm này lại rồi cắt len ha, làm cái màu của quả xoài non luôn á. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ luân phiên làm cái phần lá này cho tới hết luôn ha. Mình đã làm xong rồi nè, giờ chúng ta sẽ để nó vô chính giữa ha, rồi ta sẽ khóa nó lại. Đây các bạn, rồi chúng ta có một cái cành có hoa và có lá có quả non. Đây các bạn, cái phần lá mình thấy ấy, cái má hồng lên á, thấy nó cũng ổn đó. Rồi các bạn sẽ làm cái phần lá non á, cho nó màu hồng hồng này đi ha. Rồi cái phần đây nè, các bạn có thể quét một ít lên, tại vì nó cũng là màu đỏ á các bạn. Cái cọng này á, ở quả xoài á, là nó màu đỏ luôn á, và các bạn quét một ít lên luôn ha. Rồi nhớ làm ở phía bên dưới luôn nè. Trước khi hướng dẫn cho các bạn á, mình cũng đã làm thử một cái form như thế này nè. Một lát nữa mình sẽ sử dụng cái form này để mà mình làm luôn nha. Tại vì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quấn sơ sơ thôi, rồi các bạn sẽ tự làm cái khúc này nha. Cái này mình chia sẻ thêm thôi chứ mình không có kinh nghiệm nhiều nha các bạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ làm 5 cọng kẽm, buộc hai đầu lại ha, để nó cố định. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần vải nỉ. Rồi chúng ta sẽ cắt cái phần vải nỉ ra cho nó dài dài như vậy nè, để chúng ta làm cho nó dễ ha. Còn bạn nào mà có len thừa, ví dụ như cái cục len nó như thế này đi, mình làm cái vải nỉ này xong nè, cái chúng ta sẽ ốm cái cục len này vô ha, rồi chúng ta sẽ quấn lại bằng cái keo sáp luôn để tạo cái phần phần gỗ cái ở dưới gốc này nè, cho nó to lên như vậy nè các bạn. Ở đây thì nó nhỏ nè, nó to như vậy nhưng mà nó rất là chắc chắn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Cái đầu tiên á thì chúng ta sẽ lấy một keo nến á, chúng ta sẽ ốm keo nến dọc đây nè, cái các bạn sẽ quấn này lại, rồi quấn về ha, rồi chúng ta sẽ làm lên. Rồi chỗ này nè, chỗ gốc à, cái chỗ này các bạn phải chừa lại ha, chừa lại một đoạn gì nè để chúng ta cắm vô trong trong cái phần chậu nha. Chậu nếu mà chậu của chúng ta sâu á, thì chúng ta sẽ chừa sâu xíu, còn chậu chúng ta thấp thì chúng ta sẽ chừa ít xíu nha. Rồi cái chỗ này thì các bạn sẽ quấn nó gì ở gốc á, thì chúng ta sẽ làm lung tung thôi, lung tung thôi nè, để cho nó có cái độ phồng á. Rồi xong rồi cái chúng ta sẽ quấn lên cái đoạn giữa. Các bạn có thể là cố định bằng cái keo trong nha. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn lên lên phía trên. Chúng ta sẽ quấn một lượt, xong rồi các bạn thấy nó mà nó còn ốm á thì chúng ta sẽ làm thêm một quận nữa đó. Rồi ví dụ như tới cái điểm cuối đi, các bạn cũng sẽ bắn keo và các bạn sẽ chốt nó lại một cái nha, rồi các bạn sẽ quấn nó vậy đó. Rồi bây giờ rồi khi mà chốt xong rồi hết gì nè,
Các bạn thấy ở cái chỗ này nó còn ốm á, thì chúng ta sẽ lấy thêm cái này để mà chúng ta quấn nó lại, ví dụ như gì đi, để tạo cái độ cái độ phồng mà, cho nên là các bạn sẽ cứ ốm thôi ha. Rồi rồi, hoặc là các bạn còn cái phần len á thì các bạn sẽ ốm vô đây luôn. Rồi chúng ta tạo được cái góc như thế này nè. Rồi xong rồi, tạo xong rồi hết ha. Rồi các bạn sẽ bẻ cái cành kẽm nó nè, dùng tay nè, các bạn bẻ cái cành kẽm cho nó ví dụ như nè, bẻ nó dễ lắm, 5 cộng bẻ cũng dễ nữa nè, nó có cái độ cong nè, các bạn sẽ bẻ nó ha. Rồi mình quên, mình lấy cái này bẻ cho rồi, nhưng mà lúc mà chưa có làm keo sáp á nha thì mình bẻ nha. Rồi mình bẻ cong nó gì, xong rồi chúng ta sẽ cầm cái phần này nè, chúng ta sẽ bẻ nó lên để tạo cái độ cong ở chỗ này. Rồi như vậy thì các bạn sẽ làm cái bước này ha, rồi tới cái bước quấn keo nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quấn keo nha. Là mình làm cái này là nó có cái độ phồng rồi, thì cái nào mà mình nói ốm á, nó bị ốm tức là nó còn nhỏ, thì các bạn cứ để cái vải nỉ hoặc là những cái gì tạo độ phồng á ốm vô, và chúng ta sẽ quấn nó lại ha. Các bạn muốn làm cái keo sáp này nè cho nó dễ hơn á thì các bạn sẽ lấy cái len á, màu gì cũng được, chúng ta sẽ quấn một lớp ở phía bên trong nè. Cái này là nãy là mình làm một cục xong rồi, cái mình dùng cái đó đó mình quấn 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 lên tới cái đoạn này luôn nè. Nè các bạn thấy là ở phía trong nè, mình làm thêm một lớp như vậy nè, nó để cho nó cố định lại khi mà mình quấn cái keo sáp á là nó vô form luôn ha. Rồi ở chỗ cái điểm này nè các bạn, nó rất là khó mà chúng ta sẽ làm bít lại như thế này, thì các bạn cứ làm giống mình như vậy nè. Chúng ta sẽ lấy cái điểm này xong rồi cái chúng ta sẽ ốm nó qua đây, ốm nó qua đây, kéo nó lại ha. Rồi xong rồi cái các bạn sẽ vòng qua đây, là lúc đó nó sẽ còn lỗ tùm lum hết trơn á, thì các bạn sẽ làm từ 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 ha, quấn tới quấn lui nè, quấn kéo nó lại, quấn sát nó lại ha. Vậy xong rồi cái các bạn sẽ đưa nó qua, và cái đưa nó xuống phía dưới này nè, xong rồi từ phía dưới á các bạn lại quấn nó về, quấn sao mà cho nó bít cái này lại luôn nha. Đó là cái từ từ á, các bạn sẽ quấn dài dài lên phía trên này. Còn bây giờ á mình đã quấn tới cái đoạn kia rồi, cho nên là mình sẽ làm từ ở trên xuống luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ quấn. Để mình coi nếu mà một lát nữa khi mà chúng ta quấn cành á, mình sẽ sử dụng keo sáp hay là len luôn ha các bạn. Tại vì mình muốn nó chắc chắn luôn á, nên là mình sẽ một lát nữa để mình xem. Cái này là mình để cố định cái thân cây thôi, và để cho cái nó vô cái form thôi ha. Lát nữa nếu mà mình làm cái phần len á kia thì mình sẽ quấn bằng len luôn nha. Rồi cái này mình cứ quấn dài 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 cho xuống tới hết luôn đi các bạn. Đây các bạn, mình đã xoay cái phần phần keo này nè xuống tới phía dưới này rồi. Rồi cái chỗ này nè. Rồi cái màu nó sẽ không có giống như cái màu của thân cây xoài á, tại vì thân cây xoài nó màu xám xám xíu á các bạn, nâu nâu xám xám, mà mình kiếm cái phần len á cũng không có được giống nữa, cho nên là mình làm đại cái phần phần màu này luôn ha, chứ không thôi là mình quấn bằng len
làm bằng cái len kia luôn á. Rồi bây giờ mình lấy cái phần keo nến á, mình chốt nó lại đi, rồi mình sẽ cắt bỏ luôn ha. Rồi mình đã chốt keo cái chỗ này rồi nè các bạn, mình cắt cái phần keo sáp này ha, rồi mình chừa một đoạn dưới đây nè, có ba cái cành là ba lá lớn đó các bạn, thì chúng ta sẽ ốm vô bên ốm chung với lại cái năm năm lá để mà chúng ta sẽ được một cái cành nhiều lá như thế này ha. Rồi các bạn sẽ quấn nó bằng cái len của quả xoài xanh luôn nha. Vậy là chúng ta có bốn cái cành to đó, giờ còn hai cành nhỏ này, còn ba cành nhỏ với lại một cái hoa, thì chúng ta sẽ lấy cái phần nè, cái này là sáu lá mà chúng ta nó trên một chùm nè, nó trên đây nè, thì chúng ta sẽ ốm cái phần phần này đi, ốm này ha, rồi chúng ta sẽ lấy cái len màu xanh này, chúng ta sẽ quấn nó ha, quấn lại xuống tới dưới này luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái quả màu xanh á, chúng ta sẽ ốm vô ha, rồi chúng ta lấy cái phần phần keo sáp này các bạn, chúng ta sẽ quấn nó lại. Cái cành mà chúng ta mới quấn xong rồi chúng ta sẽ quấn keo sáp này ha. Mình thấy quấn nó cũng ổn nè. Rồi các bạn quấn thêm một đoạn nữa nha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chập cái cọng này nè vô bên trong này ha. Chập cái phần thân với lại cái phần cành này nè vô bên trong. Hai cái là chúng ta sẽ nối lại luôn nha. Nối lại một điểm cho nó chắc cái đi, rồi chúng ta sẽ quấn đẹp sao ha. Nè, các bạn cứ kéo nó. Rồi cái mối này làm cho nó chắc một cái. Rồi các bạn sẽ quấn mình đẹp đẹp luôn ha. Cái này mình bị chéo rồi, tại để nó đụng cái điện thoại cho nên là mình không có chỉnh được. Bây giờ mình sẽ lên cái phần quả lên trên đây luôn đi, để một lát nữa cái mình làm cái phần phần quấn đó cho nó dễ luôn ha các bạn. Cái tiếp theo nè, mình sẽ làm cái phần quả đó, cái cành này mình sẽ làm hai quả nha. Nè, mình sẽ quấn nó ở ở đây một cành, ở đây một một quả, rồi một lát nữa xích xuống phía dưới một xíu á, mình sẽ làm thêm một quả nữa nha. Cái chỗ này hai quả nó hơi chịu quá các bạn, thì các bạn có thể là nẹp thêm một cái cành kẽm nữa và chúng ta sẽ quấn nó lại ha. Rồi mình đã làm xong rồi đó các bạn, giờ mình chỉ cần gáp vô thôi nha. Gáp vô cái cứ quấn nó chặt lại. Lần đầu tiên mình làm cái keo sáp này nè, cho nên là nó hơi lộng cộng một xíu. Bạn nào mà làm quen rồi chắc nhanh hơn mình ha. Rồi siết chặt nó lại. Mình thấy nó cũng ổn á, ví dụ như cái chỗ này mình nó hở hở cái mình nhấn nó xuống một cái là nó dính lại nè các bạn. Đó, nó dính lại liền luôn á. Nó hay ghê. Rồi, quấn thêm một đoạn nữa cho mình nha. Mình làm tới cái đoạn đoạn này rồi ha. Chúng ta sẽ nẹp cái phần phần một quả với lại sáu lá này. Nẹp xong mà đó, bây giờ chúng ta sẽ quấn gì ha. Tức là chúng ta bẻ được cái phần cành này lên, nhưng mà quả thì nó chĩu xuống gì nè là ổn nha.
Rồi bây giờ mình sẽ quấn cái keo này cho tới cái chỗ điểm giữa này ha các bạn. Nè, gần gần chỗ giao nhau này nè, điểm giữa này nha. Rồi, tới cái đoạn này thì mình sẽ nẹp cái phần cành cành này ha vô phía bên đây để cho nó ra ở phía trước đó các bạn. Rồi các bạn sẽ quấn luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ quấn tới cái cành mà nó có cái quả non nè. Quấn gần gần cái chỗ hồi nãy mình mới quấn luôn ha. Rồi các bạn nẹp này vô và chúng ta quấn. Quấn là các bạn siết chặt lại. Có thể là chúng ta làm một chỗ này nè, hai ba lần cũng được nữa để cho nó cứng cáp đó các bạn. Rồi giờ tới cái chỗ quả xanh này nè các bạn. Rồi chúng ta nẹp vô đây luôn đi ha. Rồi lát nữa cái chúng ta sẽ cơ phơi bẻ nó về cái hướng nào. Rồi các bạn sẽ làm ha. Ở chỗ phần đầu các bạn. Mình làm quả xanh á, chắc một lát nữa mình sẽ cắt quả, mình dời quả nha. Tại vì mình thấy tự nhiên cái làm bốn quả nó vô chính giữa hết rồi nè. Nó không có quả xanh xen kẽ. Cho nên chắc mình sẽ cắt cắt quả rồi dời vô. Rồi, ở chỗ này á thì các bạn sẽ làm luôn nha. Ở đây nè, lát nữa mình bẻ ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn tới cuối luôn đi, vậy là chúng ta đã hết cành luôn rồi đó. Một lát nữa chúng ta tạo hình thôi. Rồi các bạn xoay xoay rồi chúng ta sẽ cắt nó bỏ luôn ha. Nó thôi các bạn. Còn dư mình nói bỏ hoài. Và bây giờ cái chỗ này nè, giờ chúng ta sẽ xếp cái nha, là mình sẽ chỉnh cái phần quả. Có cái chỗ này nè các bạn, cái keo nó mình không có quấn ở chỗ đằng này nè, đây cái chỗ này nè, cho nên là nó sẽ hơi nhúc nhích đó. Lát nữa chắc mình sẽ lấy keo mình cố định nó lại như vậy luôn nè, là xong mình quấn tới quấn lui chỗ này luôn ha. Rồi cái chỗ nào mà các bạn cảm thấy là nó chưa có khít á thì chúng ta sẽ làm lại một lần nữa nha, làm lại ngay cái điểm đó thôi. Rồi cái chỗ này được nè, cái chỗ này được, chỗ này cũng được luôn nè, chỗ này được luôn nè. Rồi có cái này nè các bạn, cái màu xanh này nè, mình sẽ cắt nha, cắt đi mình sẽ quấn nó xuống dưới, mình sẽ quấn nó xuống đây nè, cắt cái này luôn. Cắt xong á mình sẽ lấy mình quấn lại chỗ này, cho cái trái màu vàng này nó ra đây, cho cái trái màu xanh nó vô đây nha. Và hy vọng là các bạn sẽ coi trước khi mà các bạn làm nha. Không thôi là phải cắt ra giống mình. Rồi như vậy thì mình sẽ làm bước này nữa, rồi chúng ta cứ đặt cái này nè vô trong cái chậu mút thôi nha. Mình lấy một cọng len màu đen á, mình chốt lại cái mối này nè các bạn, để cho nó giữ vững luôn ha. Mình đã dời rồi đó. Dời thì các bạn cứ chốt cái len lại, xong rồi các bạn có thể là nối thêm một cái đoạn kẽm nữa, rồi chúng ta cứ việc lấy cái len màu xanh mà kết vô là xong rồi. Bên đây cũng vậy nè, làm cái nó u một cục mà. Nhưng mà đâu có sao đâu, u thì còn đẹp nữa, bonsai mà. Rồi cái chỗ này rút nó lại, còn cái chỗ mà nãy mình nói nó bị lỏng á, mình sẽ dùng cái cọng len này nè, mình cố định nó lại luôn nha. Chỉ có len á thì nó mới ổn thôi các bạn, chứ không thôi là cái keo này thôi đó là nó không có chắc ăn lắm đâu nha, cho nên là kỹ cái chỗ này á. Rồi vậy là các bạn sẽ làm đi nha. Rồi mình đã làm xong rồi nè, là mình chốt keo lại luôn, nó không có thấy cái phần len luôn rồi ha. Rồi bên đây thì các bạn cũng sẽ làm y hệt vậy đó, làm mình quấn dài vòng cho nó không có còn thấy cái cọng len nữa. Rồi cái mình sẽ bứt ra một cái là xong rồi ha. Rồi các bạn sẽ làm cái chỗ này luôn nha, quá hoành tráng luôn rồi nè các bạn ơi. Ở đây là nếu mà bạn nào mà làm nó bị nghiêng á thì các bạn sẽ cắt kẽm cành để mà các bạn chim nó vô ha, nghiêng chỗ bên nào thì chúng ta sẽ cắt một cái đoạn để chim bên đó để cho nó đừng có đổ á. Còn nếu
Nó mà nó ngã qua một bên á là do cái phần mút xốp của chúng ta nó ít, nó không có cao được ở phía trên. À, ví dụ như nó cao tới trên đây đi thì nó sẽ không có bị đổ. Còn cái này nó hơi ngắn quá nè các bạn, thì nó gì có chiều hướng là nó sẽ nghiêng qua bên đây, cho nên là các bạn sẽ chêm nếu mà sử dụng cái loại hàng rào này ha. Còn nếu mà cái khác thì nó cao hơn á thì thoải mái rồi rồi. À, bây giờ mình sẽ chiêm ngưỡng cái thành quả ha. Ở đây thì đây các bạn, những cái trái non, trời ơi hoa nè. Ở đây là những cái liễn mà mình mua nè, bây giờ là người ta bán liễn nhiều rồi đó các bạn. Rồi những quả xoài xanh và vàng xen kẽ với nhau ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu xoài bonsai này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye!